Hello mọi người, hôm nay là buổi trưa của ngày 26 tháng 5 nha mọi người. Thì hôm qua là một ngày trời mưa tầm tã luôn, mưa từ sáng cho tới chiều đó. Thì hôm nay là sau cơn mưa trời lại sáng nha mọi người. Mình tiếp tục với công việc là sẽ quay cho mọi người xem. Hôm nay mình sẽ đi mua cá nóc da beo nha mọi người. Mình đi mua giùm em trai ở bên quận 11. Em trai này mê cá nóc da beo. Mình sẽ đến tiệm cá và mình mua giùm. Và sẵn tiện mình cũng mua mồi cá cho đám cá của mình ăn luôn. Thì Sài Gòn bây giờ bắt đầu vô mùa mưa nha mọi người. Bây giờ là 12 giờ trưa mà trời cũng âm u, khá là nhiều mây rồi nè. Vô mùa mưa rồi. Thì tháng này hình như không có tép nhỏ nha mọi người. Mình đi chợ mình kiếm mấy ngày mà không có tép nhỏ, có những con tôm bự không à. Tép nhỏ phải đúng mùa của nó, mùa sinh sản á mới có nhiều. Ăn cái đó thì cá nó khỏe hơn. Đây là con đường chợ nè. Đây là khu chợ ở bên hông nhà thờ Nam Hải nha mọi người. Thì bây giờ là trưa rồi thì chợ cũng tan bớt rồi. Mình thường mua tép ở đây. Đó. Đi kiếm khắp nơi nhưng mà không có tép nhỏ nha mọi người, chỉ có những con tôm thôi. Tôm đó thì mình về mình cắt ra nhỏ ra cho đám cá của mình ăn. Mình đã gần tới nơi nha mọi người. Ở đây có một cái Linh Nguyễn Arowana mà đóng cửa rồi. Bây giờ mình sẽ mua ở chỗ quen nha mọi người. Đây. Thì hôm nay là ngày thường nhưng mà cũng có khá là nhiều người tới mua cá. Mình sẽ mua 3 con nóc da beo. Ở chỗ này là mình mua con ngân long râu dài nha mọi người. Ở đây có 3 con nóc da beo nữa. Khá là đẹp. Bây giờ mình sẽ mua 3 con. Cô, nóc da beo nhiêu con cô? đi qua bên đây dớt. Con này sọc đẹp nè. Con này có bông. Con này nè. Nè con này có bông nó tròn bự nè. Nè đó không. Bụp này đi.
sẽ lựa những cái con mà cái bông nó tròn nó đẹp đó mọi người. Ba con. Ok. Mình thấy tình hình kinh tế có vẻ ổn hơn nha mọi người. Mọi người đi mua cá và đi các hoạt động buôn bán mở cửa lại bình thường nha mọi người. Đó. Có lẽ là tình hình dịch bệnh đã ổn hơn rồi. Mình hy vọng là như vậy. Dịch bệnh ổn hơn thì mình có thể quẩy lên vui lên rồi nha mọi người ơi. Quẩy lên, quẩy lên, quẩy lên. Mình sắp đi ngang qua một cái trại cá La Hán rất là lâu đời nha mọi người. Thì cái trại cá La Hán này là cái nơi mà mình mua con cá đầu bự rất là đẹp. Oh. Ở đây nè nha mọi người. Đó đây nè. Thì do là bây giờ mình bận công việc rồi, mình không có vô chổng quay cho mọi người xem được. Thì hồi trước mình có vô chổng mình quay, chú đó cũng đồng ý cho mình quay rồi. Đó, nhưng mà cái clip nó rất là ngắn, mình không có up lên cho mọi người xem được. Thì khi nào có dịp mình sẽ vô đó mình quay cho mọi người xem. Cái chỗ đó là gọi là sản xuất cái là hãng lớn, từ xe nhỏ tới xe lớn nha mọi người. Có như rất là nhiều cá bự, có rất là nhiều cá đẹp. Thì có một mình chú à sản xuất trực tiếp ra luôn mọi người. Cái gen cá đẹp lắm. Lúc trước mình có mua rất là nhiều, nhưng mà bây giờ do mình lưu bu công việc quá, mình không có vô chổng mình mua. Khi nào có điều kiện mình sẽ vô chổng mình mua và mình quay cho mọi người xem.